Xin kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén, từ đêm 15 tháng 7 ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa 12 giờ qua phổ biến từ 20 đến 30 mm. Có nơi lượng mưa lớn như ở Định Hóa của Thái Nguyên là 112 mm, tại phố Giàng Bảo Yên của Lào Cai là 84 mm, khu vực Cẩm Ân của Yên Bái đạt 74 mm và tại Hà Giang là 61 mm, cũng như là tại Chiêm Hóa của Tuyên Quang là 85 mm. Mưa và trời nhiều mây cũng khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm nhanh xuống dưới ngưỡng 33 độ. Thời tiết chuyển mát mẻ sau những ngày oi nóng. Đêm nay và ngày mai, kéo dài cho đến cuối tuần, rãnh mây dông vẫn tiếp tục hoạt động trên khu vực Bắc Bộ, gây mưa rào và dông trên diện rộng tại khu vực này. Tại vùng núi phía Bắc và khu vực phía Tây Bắc Bộ, tiếp tục xảy ra mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng sớm. Đặc biệt ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Bắc như là Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Do vậy, người dân tại những khu vực được cảnh báo cần chủ động phòng tránh. Các địa phương sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân ở những khu vực thấp trũng, nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản đến nơi an toàn. Do trời nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt tại Bắc Bộ sẽ giảm thấp. Nhiệt độ tại các khu vực này tương đối thấp, trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ. Vùng đồng bằng mưa ít hơn và ban ngày trời vẫn sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cũng cao hơn khoảng từ 1 cho tới 2 độ. Tại các tỉnh ven biển miền Trung, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Bắc Bộ, nhưng nó cũng sẽ tác động đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ, khiến trời khá nhiều mây và nền nhiệt cũng sẽ không tăng cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến từ 33 cho tới 35 độ, nắng nóng cục bộ chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Theo dự báo thì trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này, khi mà rãnh mây dông phía Bắc hoạt động mạnh hơn thì mưa dông cũng sẽ có khả năng tăng hơn tại khu vực phía Bắc Trung Bộ, gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong cơn dông, người dân cần hết sức đề phòng với khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại các tỉnh ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, do đó mưa dông ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chủ yếu sẽ xuất hiện vào thời điểm chiều tối và tối là chính. Vùng mưa chủ yếu tập trung ở các tỉnh Tây Nguyên và khu vực miền Đông Nam Bộ với lượng mưa cũng không còn lớn. Khoảng thời gian gián đoạn, mưa sẽ kéo dài lâu hơn trong ngày nên nền nhiệt trong ngày ở các khu vực này sẽ tăng nhẹ. Phổ biến tại Tây Nguyên là 29 cho tới 31 độ và tại Nam Bộ là 31 cho tới 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió Tây Nam cường độ cấp 5, giật cấp 6, có lúc cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Mưa rào và dông vẫn xảy ra, đặc biệt ở phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam mạnh cấp 5, giật trên cấp 6, biển động. Như vậy, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Các tỉnh vùng núi đề phòng mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất. Trung Bộ nhiệt độ giảm dần, nắng nóng trên diện rộng chấm dứt. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 16 tháng 7 cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.